So hello everyone. So now you can see me, right? Yes. Okay. Yes, I remember you, Hung. I remember you. I know some students who are very excited to join in the lesson with me. Hello, Hien. Thank you. You remember my name. That's good. Okay, you forgot me. That's okay. I don't mind. And if you can stay with me for the next 1 hour, that would be good. So today we started the lesson a bit later than the other days. So we started at 8 o'clock today, and our lesson today would be shorter. We will stop. We'll finish our lesson at 9. Okay, so that you have time to go to bed. Thank you everyone who come and join with me today. So we have 16 people. Okay, I hope that more of your friends will join us today. So this is the lesson from English 9, Unit 4, and today we will be learning writing. Writing is a difficult skill. Hello, Ha Chang. So writing is a difficult skill, right? And I guess if you don't practice writing often, you may not have the habit of writing. You may find this skill difficult to master. And in a short period of time, like 1 hour, I just hope that I can help you a little bit in your writing skill. Hello, Chang. Okay, that's good. Okay, so today is Teacher's Day, and actually, I feel happy to be here with you, both Mr. Huang and I, now teaching you at this moment. And well, I think it's good to spend a few minutes at the beginning of the lesson sharing our feelings about Teacher's Day. So what did you do today? All right, today is the 20th of November. What did you do today? Ah, you hate writing a paragraph in literature, but you like writing in English. That's good, because you like English. So you like everything about English, right? Mm-hmm. Me too. I'm not very good at Vietnamese literature. I'm not very good at Vietnamese literature, but I don't hate English writing. I had learned how to write. I learned how to write at my university, and it well, I was not lucky like you. When I was in secondary school, I didn't learn how to write, so I didn't know what and how to write at that time. So now you are much luckier than me when I was your age. Okay, yeah, hello Chang. So hello Đức Doanh. That's good. We have a very small group of people here today. So what did you do today to celebrate Teacher's Day? Did you visit your teachers? Did you go to school today? Did you go to school today? Everyone, tell me something about your day. Okay. Tell me something about your day. Okay, I would tell you something about my day. So today I had a party with my colleagues at the university, and then we went around to take photos. So we had a buffet for lunch. Thank you, Ha Chang. Hello, Tha Yong Lee. I think you are not in grade 9, but I'm glad that you are here with me. Okay. All right, just a few minutes at the beginning of a lesson, thinking about your teachers. And actually, teaching is a really rewarding job, because you didn't go to school today, Ling. Mm-hmm, that's good. Teachers should have some time to relax, right? Yes. And teaching, as I said, is a rewarding job. What I love most about teaching is that I meet new students every year. So some students are really good, some are not that good, but anyway, we try to have a good time with each other.
together. So when they show their love towards learning, I like that. And you know, when you are not very well behaved, we will try our best to help you become better people. Okay, thank you. So now let's talk about the lesson today. So as you know, today I will continue with unit 4 in your English 9. So in unit 4, the topic is life in the past. Okay, life in the past. And our lesson today is writing. And let's have a look at this line to see that what is expected of us today. Now, today we are expected to write a descriptive paragraph which is between 100 and 120 words. Thank you, Đức Doanh. Thank you. I had a great teacher's day today. And we would describe an educational facility that was not available 20 years ago. Okay? I think some people don't understand what you say. Okay, I will try to speak both Vietnamese and English. Okay? Hôm nay thế thì mục tiêu của chúng ta sẽ là trong vòng một tiếng cô sẽ giúp các con viết một đoạn văn mô tả về một cái thiết bị dạy học, đúng không nhỉ? Mà trước đây 20 năm nó chưa có. Okay, chúng ta sẽ tả một cái thiết bị dạy học mà trong quá khứ không có và bây giờ chúng ta đang sử dụng để giúp cho việc học và việc dạy. Okay? Yeah. Thế thì nó cũng có liên quan đến chủ đề life in the past, đúng không? Ok, nào, bây giờ mà việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là cô muốn các con list cho cô. Ok, can you list some educational facilities that you know? One example is on the screen. This is a computer, right? Thank you, anh Đức. So this is a computer. So can you write down all the educational facilities that you know? Can you help me? To write down all the educational facilities that you know. Thank you. Thank you. Thank you, Phạm Anh Đức. Can you write down all the educational facilities that you know? For example, here I have a computer. A computer is very helpful in our learning and teaching. Yeah? So what else do we have? What other facilities that we can use in our teaching and learning? Can you write down? Okay, I'm waiting for your answers. Cô đang đợi câu trả lời của các con nhé. Các con thử liệt kê xuống cho cô xem là các cái thiết bị điện tử hoặc là công nghệ mà mình sử dụng trong dạy và học bây giờ. Con thử nghĩ vào lớp học của con. Hồng, you say projectors, good. Any other facilities that you know? Một cái rất là phổ biến trong trường học đó là projector. Teacher, can you use Vietnamese? Thank you. Yeah, I can. I will speak some Vietnamese while I'm teaching. Rồi, bạn nhắc đến projector đúng không? Hùng nhắc đến projector. Máy chiếu là một cái thiết bị công nghệ rất là phổ biến. Phone. Phone cũng được đúng không? Yes, mobile phone. Actually, many teachers also ask the students to like look up the new words in the dictionary and using the mobile phone. So mobile phone can be good to help learning and teaching. Yes. Còn gì nữa không con nhỉ? Ngoài projector, ngoài phone thì mình còn có gì nữa? Thử xem nhá, cô cũng có projector này. Các bạn nhìn nha. Okay, this is a projector, is it correct? Đây là projector đúng không? Rồi, bây giờ thử xem nhá. Cái tiếp theo con đoán nhá, nó là cái gì? What is it? What is it? Can you write down what do you think this is? Con thử cho cô biết xem cái thiết bị mà con nhìn thấy trên màn hình nó là gì? What is it? The projector must have a projection screen, projector screen. Yes. Đúng rồi, cái máy chiếu thì cần phải có cái màn hình chiếu.
This is not a computer, this is a TV. And you can see this is not a normal TV. TV, television, yes? Yes. It's not a normal TV, it's a TV, yep. I agree with you. But this is a cable TV, a cable TV. So a cable TV is different from a normal TV, right? À, con đã sẵn sàng để học. Ok, good, Hương Giang. Rồi, cô cũng đã dạy được mấy phút rồi đấy. Now, a cable TV is a TV that helps you connect to the internet. Right? TV truyền hình cáp đúng không? Rồi. Ở lớp học của con có sử dụng cable TV để học không? Ở trường học của con có không? So, does your school have a projector? A cable TV? Yes or no? Just tell me whether your school or your classroom has cable TV, a cable TV or a projector or not. Yes or no? No. Đức Doanh, you say no. So no cable TV. Mm-hmm. Okay. But what do you think? If you have a cable TV and a projector, do you think learning and teaching would be much easier? Đúng không? Việc học và việc dạy của chúng ta nếu mà có các cái thiết bị điện tử này theo con thì có dễ dàng hơn không? Alright. Như bây giờ cô đang dạy các con là thông qua hai cái màn hình luôn nhá. Okay, I have two screens in front of me now. Alright, I have a camera in front of me. So that helps learning and teaching much easier. Oh, Hùng, you say we use a projector instead of a cable TV. Yes, I know. In some schools in Vietnam, they have a cable TV installed in front of the classroom, like because they don't have a projector. Uh-huh. But a projector is larger than a cable TV, right? A projector screen is larger, so we can see more easily. The students can see what is written on the slides more easily with a projector than with a cable TV, right? Okay, now let's move on. So we talk a little bit about... À, cô cảm ơn Hương Giang, cô biết rồi. Thank you very much for your nice wishes. Okay, now, bây giờ con sẽ cùng với cô tìm hiểu xem là khi chúng ta sử dụng các công nghệ, ví dụ như là cable TV này, ví dụ như là what we have, a projector, hoặc là một cái what else? It's too expensive for your school. I know. Yes, a lot of schools nowadays have a projector and a TV, a cable TV. But I guess in some schools in the rural areas, that you may not have a projector. Yes. You think a projector is easier than a cable TV to educate because it has a larger screen? Very good, Hùng. Yes, I think so. I believe a projector because it has a larger screen. So everyone can see things on the screen much better than looking at a cable TV. A cable TV can also be very large, but I know in many schools they just have small cable TV. Alright, the TV screen is not as large as the projector. Now look at this. We have some adjectives here. Cô có một vài tính từ ở đây. Theo con thì khi cô sử dụng các thiết bị công nghệ để và trong việc học và việc dạy thì việc học và việc dạy sẽ trở nên như thế nào? Cô có bốn tính từ ở đây: time saving, time consuming, alright, convenient and limited. Một cái là time saving là rất là tiết kiệm thời gian, đúng không? Một cái là time consuming là rất là tốn thời gian. Một cái là convenient, rất là tiện. Và một cái cuối cùng là limited, rất là hạn chế. Theo con thì những tính từ nào chúng ta sẽ sử dụng được khi chúng ta nói đến việc dạy và học mà có sử dụng các thiết bị công nghệ? Alright, good, Hồng. Time saving and convenient, thank you. Anyone else? Do you have other answers? Good. Thank you, Hùng. You are always the first person who answers me. Thank you very much. Anybody else? What words do you think we can use to talk about learning and teaching with the use of educational facilities?
À, Phương Linh, you say convenient. Yes, convenient. Convenient. Okay, good. Yes, I agree. What else? Can you write down some... can other people raise your voice? Okay, write down your answers. Ah, okay, I agree with Hùng and Phương Linh that when we use educational facilities like a projector or a TV, a cable TV, we can save a lot of time and everything would be very convenient. Okay, thank you. Now let's move on to the next line. I have some phrase, verb phrases here. Theo, cô cảm ơn Đức Doanh. Time saving, đúng không? Tiết kiệm thời gian. Rồi cô có 4 cụm động từ ở đây theo con thì khi có sự trợ giúp của thiết bị công nghệ trong dạy học thì mình sẽ có những cái gì, những hoạt động nào xảy ra ở đây? Ví dụ boost learning. Boost learning là thúc đẩy việc học, đúng không nhỉ? Boost learning. Okay. Thứ hai là reduce teacher's workload, có nghĩa là giảm cái khối lượng công việc của giáo viên. Thứ ba là decrease student motivation, là làm giảm cái động lực học của học sinh. Và thứ tư là increase student motivation, là làm tăng động lực học của học sinh. Theo con thì cô sẽ sử dụng được những động từ nào, những cụm động từ nào ở đây khi mô tả về việc là có sử dụng công nghệ trong dạy học? Okay, can you tell me, can you write down the phrases you think that we can use to talk about learning and teaching with the support of a projector or cable TV. Ah, thank you, Phương Linh. You say increase student motivation. Yes, good. Làm tăng động lực học của các con, đúng không? Khi các con nhìn thấy có bài học có sử dụng projector, máy chiếu, rồi có cable TV, con sẽ cảm thấy là mình muốn học hơn, đúng không? Okay, good. Anything else? Các bạn khác nào? Có mỗi thế thôi à? Còn gì nữa? Mình có dùng được động từ gì nữa không? What else can we use? We say increase student motivation. Oh yes, I agree with you, Zhang. Reduce teacher workload. Yes, reduce teacher's workload. Nó làm giảm cái khối lượng công việc của giáo viên, đúng không? Yes, because I don't have to write on the board. I can use a projector and I can write everything on the slides. So it save time, it reduce teacher's workload. Thank you. Không biết đặt tên gì cho ngầu nhỉ. Cô tên con là gì à con? Con viết xuống cho cô tên con là gì để cô gọi cho ngắn nhé. Không biết nên đặt tên con là gì cho ngầu nhỉ. Okay. So what's your name? Hùng, yes, I agree. Increase student motivation and boost learning, Hùng. And reduce teacher's workload. I agree. Đúng rồi. Vậy thì trừ việc các con đồng ý là nó khi chúng ta sử dụng công nghệ trong dạy học thì nó sẽ boost learning, là nó tăng cái việc học lên, hiệu quả của việc học này. Reduce teacher's workload này và increase student motivation. Đúng không? Còn cái việc mà nó có giảm động lực học không thì chưa thấy bạn nào nhắc đến. Motivation là động lực học. Motivation. Đấy nghe, increase motivation, students motivation. Reduce teacher's workload. Okay. Rồi, các con nắm được các từ này chưa? Rồi, tí nữa mình sẽ có thể sử dụng các cái cụm động từ này hoặc các cái tính từ vừa nãy cô nói đến trong bài viết của chúng ta. Chúng ta review lại một vài từ thôi nhé. Okay, now, let's look at what we have to do today. Now, cái main task có nghĩa là cái nhiệm vụ viết của chúng ta hôm nay là gì? Chúng ta review nhé. Now, choose one facility that was not available 20 years ago and write a descriptive paragraph between 100 and 120 words of how students in the past started without that facility. Okay, so we have my name in English is Virtue. Oh, okay, so I will call you Virtue. All right, thank you, Virtue. Okay, now, bài viết của chúng ta sẽ là chọn một cái thiết bị nãy giờ chúng ta đề cập tới mà trước đây, 20 năm trước đây chưa có trong hệ thống giáo dục của chúng ta. Viết một đoạn mô tả dài 100 đến 120 từ, viết về việc là học sinh trong quá khứ đã
học như thế nào và việc dạy đã diễn ra như thế nào mà không có cái thiết bị đó. Ok, thế thì đấy là nhiệm vụ của chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng phân tích nhiệm vụ này nhé. Điều đặc biệt khi có con học viết và trước khi học viết, bắt đầu một nhiệm vụ viết nào thì mình cần phải phân tích cái nhiệm vụ viết đó. Phân tích thứ nhất là nó chủ đề của nó là gì, what is the topic. Thứ hai là what is the genre, là cái thể loại mình cần viết, cái thể loại bài mình cần viết là gì, what is the genre. Và thứ ba nữa là mình cần phải xác định là what is the targeted audience, có nghĩa là cái đối tượng mà mình đang viết là cho ai. Okay, thank you Virtue. Now, so three questions we need to answer when we analyze the task. Chúng ta nhớ ba cái phần, ba cái câu hỏi mà mình cần phải phân tích trước khi mình bắt đầu viết chưa? Thứ nhất là mình hỏi xem chủ đề của bài viết là gì. Thứ hai, thể loại mình viết là gì. Thứ ba là target audience, có nghĩa là cái đối tượng hướng tới của bài viết là gì. Vì nếu mình không biết được chủ đề, không biết được thể loại, hay là không biết được đối tượng viết, thì mình sẽ có thể bị lệch tủ, đúng không? Rồi lệch thể loại này, rồi và mình viết không trúng cho cái người mà cần đọc bài của chúng ta. Ok, quan tâm nữa là cũng phải quan tâm đến việc là lượng từ vựng, lượng số từ mà mình cần viết, what is the word limit, lượng từ mà mình cần viết là bao nhiêu. Được chưa? Phân tích rất là nhanh. Thế thì đề bài của mình như thế và mình phân tích ra ba cái này. Thế thì bây giờ mình nhìn nhá, mình sẽ theo các bước như thế nào. Ok, steps to write, what are the steps to write that descriptive paragraph. Ok, I would take you through the steps. Bây giờ cô sẽ dẫn các con đi các bước nhá. Are you ready? Ok, so now let's have a look at the first step. What is the first step? Now, bước đầu tiên là gì? Chính là planning, là lập kế hoạch viết hay là lập dàn ý. Ở trong văn tiếng Việt của con gọi là lập dàn ý. Tiếng Anh mình gọi là planning. À, ok Hùng. In a paragraph, yes, you usually are asked to write 7 to 80 words, but you always write more than that, 120 words. Yes. You do it in the midterm test. Good. Thực tế thì nếu mà con học lớp 9 thì cái số từ con viết cũng phải đến tầm 100 rồi. 70-80 là cho các bạn khoảng lớp 7, lớp 8. Lớp 6 thì sẽ khoảng tầm 60 từ. Lớp 9 nếu con học thì sẽ khoảng tầm 100 từ. Nếu con viết dài hơn một chút thì ra 120 từ. Một đoạn văn thì khoảng tầm đó là vừa. Ok, hello Định Thanh, Định Thanh. Ok, nào, thế thì trong cái bài viết mô tả về một thiết bị dạy học mà mình không thấy trong 20 năm trước đó, thì mình sẽ nên đưa những nội dung nào vào. What should be included in the paragraph? Được không? Bây giờ sẽ nhìn vào đây cho cô nhé. Còn nghĩ trong đầu xem là mình viết một về một cái facility, đúng không? Thế thì mình cần đưa những ý gì vào. Ok, what should be included in the paragraph? Bây giờ cô sẽ đưa luôn các ý và các con thử xem nhé. Nào, giả sử như bài viết, bài đoạn văn của cô có 4 ý như thế này, con có thể sắp xếp lại cho cô theo trật tự được không? Theo con thì ý gì nên xuất hiện trước, ý gì nên xuất hiện sau? Can you help ordering? Okay, can you help ordering these ideas for me? Okay, what is the first idea, second idea, third and last? Nào, chúng ta sắp xếp theo thứ tự theo con nghĩ là nên đưa vào đoạn văn, được không ạ? Thứ nhất là how you feel about the change, con cảm thấy như nào về sự thay đổi. Second, how learning and teaching used to be in the past, việc học và việc dạy trước đây nó diễn ra như thế nào. How the facility is used in education nowadays, là cái thiết bị đó dùng hiện tại đang được dùng trong giáo dục như thế nào. Và cuối cùng là what the facility is, cái thiết bị đó là gì. Bây giờ con reorder cho cô nhé, theo thứ tự what should come first. Hùng, very good. So you never disappoint me, you are always my first student to answer. And Virtua, you also answered me very quickly. And anh Phạm Trâm, Trâm Anh, Phạm Trâm Anh, right? DBCA. So there's a little bit difference between Hùng and Virtua. But Hùng has a similar answer with Trâm Anh. And Phương Linh, you say DBCA. You have the same answer as Hùng and
Em chào anh. So, Vatura, do you have a different answer? Okay, thank you very much. Now, do you want to know my answer? Do you want to know my answer? Okay, I will show you my answer, right? Let's see. D, C, B, A. Ooh. Okay. Thế thì không có bạn nào ở đây trả lời đúng không? Cô cũng phải ngồi nghĩ lại xem cô có làm sai không. Okay. Alright, ở đây không có bạn nào trả lời đúng nhỉ? À, đáp án của cô đầu tiên là D. Okay, good D. So first of all, we need to tell what the facility is. Đầu tiên mình sẽ phải nói là cái thiết bị đó là gì đúng không? First of all, what the facility is. Second, là chúng ta cân nhắc giữa B và C, cái gì nên nói trước. À, thiết bị hiện tại được dùng trong giáo dục ngày nay như thế nào? Có nghĩa là thiết bị đấy hiện ngày nay đang được dùng như thế nào trước, rồi mới nói đến thiết bị đó, à, việc học và việc dạy à, trong quá khứ như thế nào nếu mà không có thiết bị đó. Rồi cuối cùng mới đến how you feel about the change. À, em thấy như thế nào về cái thay đổi? Vì hiện nay thì đang sử dụng thiết bị đó, nhưng mà trước đây thì không có. Thế thì em cảm thấy thế nào về sự thay đổi? Đúng không? Ok. So, hello Hà Khánh Hưng. You are 30 minutes late. Is it? Hello Sen nè. Ok. I think you are not in grade 9, right? But you are still here with me. Ah, I think the past should be first and nowadays should be second. Okay, that would be fine. Cô nghĩ cũng không phải là một vấn đề lớn. Khi con giới thiệu cái thiết bị đó là gì, con cũng có thể nói là à, trong quá khứ nó, nhưng trong quá khứ nó không có cái thiết bị đó. Nên là mình sẽ phải nói một chút về cái công dụng của cái thiết bị đó ở hiện tại. Xong rồi mình mới nói đến là à, trong quá khứ người ta không có cái thiết bị đó thì người ta như nào. Thông thường thì là logic như vậy. Còn nếu mà con biết là thiết bị đó là gì, sau đó nói về việc học và việc dạy trong quá khứ như thế nào rồi đến bây giờ cũng được. Nhưng mà để cô xem bài viết nó có make sense không, if the ideas flow with each other or not. Okay, but we agree that we will tell about our feelings about the change at the end of the paragraph. Hello Đức Quý, welcome. Oh, I have more students now. I have 24 students now. Thank you for coming and joining us. Okay. So DCBA, okay? Just say it. DCBA. Now, let's see. First of all, we talk about what the facility is. Đầu tiên là nói về thiết bị đó là gì này. Thứ hai là thiết bị đó sử dụng trong giáo dục hiện nay như thế nào này. Và thứ ba nữa là việc học và việc dạy trong quá khứ ra làm sao khi không có thiết bị đó này. Và cuối cùng là em cảm thấy thế nào về thay đổi. Được chưa? Nắm được 4 ý được không nhỉ? Trong phần planning và lập dàn ý, chúng ta phải nghĩ trước các ý. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào viết nhé. Trước khi vào viết thì chúng ta lại review lại xem một cái đoạn văn, đúng không? Thì nó gồm có mấy phần. Thì cái này chắc các con đã nắm rất là chắc trong từ lớp 6 là con đã được học về một đoạn văn thì trông nó như thế nào rồi. Cô nhớ là hôm thứ ba cô Dương dạy lớp 6 cũng đã dạy về paragraph writing. Hôm nay cô chỉ nhắc lại thôi. Một vì các con lớp 9 rồi và các con nắm được là một đoạn văn thì gồm có câu chủ đề topic sentence, đúng không? Có concluding sentence là câu kết luận, và những câu ở giữa thì chúng ta gọi là supporting sentence, là các câu hỗ trợ cho câu chủ đề. Những câu hỗ trợ này nó sẽ phát triển ý của câu chủ đề ra, đúng không nhỉ? Thế thì bây giờ mình thử ghép với bốn cái ý vừa nãy mình vừa mới tìm ra. What the facility is, how teaching and learning is in the past, and how the facility is used today, and also how you feel about the change. What do you feel about the change? Thử xem nhé. Topic sentence chắc chắn là what the facility is. Cái này chúng ta có thể viết một câu là đủ, được không? Thứ hai, supporting sentence thì còn có thể viết về
how the facility is used in education nowadays. Con viết về việc là cái thiết bị đó được dùng hiện nay như thế nào, được không? Chỗ này mình viết khoảng 2-3 câu nói về chức năng của cái thiết bị đó, được không? Thứ ba là how learning and teaching used to be in the past, là cái việc học và dạy trước đây như thế nào khi không có cái thiết bị đó, được không? Và cuối cùng, how you feel about the change, viết một hoặc hai câu chúng ta cho vào câu kết luận, đúng không? Câu concluding sentence. Được chưa? Chúng ta nắm được, thứ nhất là vừa nãy chúng ta nắm được là có bốn ý này, bây giờ chúng ta nắm được cái cấu trúc của đoạn văn này. Các bạn nắm được chưa? Nhớ cho cô cấu trúc của đoạn văn nhé. Okay, so now we would choose one facility and start writing. Chúng ta sẽ chọn một và bắt đầu viết nhé. Rồi, mình trước khi mình chọn thì cô có 3 câu multiple choice để con đoán xem là mình sẽ viết về thiết bị gì nhé. Bây giờ cô có một câu multiple choice số 1. Theo con thì điền vào chỗ trống phần gạch chân ở đây sẽ là A, B or C. Okay, this is a sentence with a blank, with a space. Can you find which option can we can use to fill in the blank? Huh? Okay, come on, come on. Hùng, thank you very much. See, now come on, I'm waiting for your answers. Thank you. Now, come on, I'm waiting. I would like to see a lot of answers. Okay. Đức Duy B, Phương Linh B. Okay, can you write down A, B or C quickly? Thank you. I'm waiting. Now, I have an answer from Phương Linh and Hùng. You're always the first. Okay. You hate math a little. You can both like English and math at the same time. Tình yêu với môn toán thì môn tiếng Anh, nó không nghĩa là nên ghét toán nữa. Ok, cũng có hai câu đáp án nữa từ Trâm Anh và Đức Duy CNA. The teacher. Ok, the teacher, cô thử nghe lời bạn Đức Duy nhé, và cô điền vào là the teacher has been one of the most important facilities in education nowadays. Cô giáo là một trong những cái thiết bị quan trọng nhất trong giáo dục hiện nay. Cô giáo mà là thiết bị, nghe cũng đúng. Math is very very easy. Tiếng Anh is not, right? English is not. Cô giáo thì đúng là một thiết bị rất quan trọng thật. Cô giáo là một nhân vật rất là quan trọng trong lớp học, ngay cả khi mà thiết bị được sử dụng rất là nhiều. Ví dụ như con có dùng đến projector hay con dùng đến các thiết bị khác, cable TV, thì giáo viên vẫn là, theo cô nghĩ thì vẫn là một nhân vật vô cùng quan trọng. Okay, but here we use the word facility. Can you see the word facility here? Chúng ta nói đến thiết bị thì chắc chắn là mình phải loại the teacher rồi. My love is for English only and not for math. And math is my enemy. Oh, you know, when I was your age, math is also my favorite subject too, besides English. So I love both math and English at the same time. And I hope that you can make some efforts in learning math. Hùng. Rồi, thế thì cô sẽ chữa nhé. Thế thì ở đây sẽ là đáp án gì? Cô sẽ viết xuống đây, đáp án sẽ là the projector, đúng không? Đáp án sẽ là projector. Đó, oops. Cô xem nào. Cô không. Đó, đấy sẽ là đáp án, đúng không? The projector. Cô thấy có bạn Nguyễn Dũng trả lời đúng rồi này. Yes, you are correct. Thank you. So the projector has been one of the most important facilities. Okay? Now, let's see what would you do for the second one. Now, con thử xem nào. Number two, can you help me to choose one? Teachers can prepare lessons lines two on the projector to save time. Now,
Can you quickly write down your answers? Cô đợi nhé. Be true là C là đáp án cho câu 1 đúng không? Còn câu 2 rồi bây giờ đáp án là gì? What is the answer? Can everyone write down your answers? I'm waiting to see if you are right or wrong. B, Hùng. Yes, to show. Everyone. Okay, B, A or C? Hùng B. Yeah, very good. You were listening to me very well. What about others? Quick, quick, quick. Show, Pichu. Yes, so your option is also B. Okay, Vatura and Vatura and Hung. Can you please stop talking about how interesting math or English is? Okay, both subjects are interesting. Now let's focus on the lesson, okay? Now, so our answer is B. I agree with Hung. Okay, so I show you my answer. Oops. Yes, so my answer is is B, alright? You mind, you only my teacher, not any others. I don't get your idea. I don't get what you mean. Okay, you can inbox me later. Yes, Đức Duy, B, correct. Now, one more question. It was for the teachers to write on the board without the aid of the projector. Nó làm sao đó khi mà không có cái sự trợ giúp của projector? Aid ở đây là support. Con nhìn thấy aid ở đây. Aid. Without the aid of the projector, không có sự trợ giúp của máy chiếu thì làm sao? Giáo viên làm sao khi viết lên bảng? We have quick, effective hoặc là time consuming. Cô vừa mới dạy từ time consuming rồi đúng không? Rất là tốn thời gian. Effective thì là hiệu quả, quick, nhanh. Ok, now I'm waiting for your answers, everyone. Những bạn khác nữa. Cô mới thấy, Thành Đạt, thank you. Rồi các bạn khác nữa. Nãy giờ cô chưa thấy các bạn hăng hái lắm. Đức Duy rồi này. Cô đã nhìn thấy Phương Linh đâu? Can you, Phương Linh, answer my question? So which option do you choose here? So we can begin our writing. Hùng, yes. Tốn thời gian, time consuming. See. Đúng rồi, Thành Đạt, thank you. Đúng rồi, time consuming, thank you. Phương Linh, yes. Đúng rồi, rất là tốn thời gian khi mà không có cái máy chiếu mà giáo viên sẽ phải viết rất là nhiều trên bảng đúng không? So it's very time consuming for teachers to write on the board without the aid of the projector. Very good, everyone. Yeah, Nguyễn Dũng, thank you. Correct. Okay, I will show you the answer now. Yeah, my answer is C. Hà Khánh Hưng. What's wrong? Okay, C Chu, B Chu. Okay, yes. Rồi, thế thì qua 3 câu vừa rồi thì các con đã đoán được là hôm nay cô đã chọn viết về cái thiết bị gì chưa? Thiết bị gì nhỉ? Okay, it's easy, right? What is the facility we are going to write about? Okay, it's a projector. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau viết nhé. Và như vậy là chúng ta đã lựa chọn viết về cái máy chiếu. Và chúng ta sẽ hình dung là máy chiếu được sử dụng với mục đích gì ở hiện tại. Và trong quá khứ thì khi không có máy chiếu thì giáo viên và học sinh đã học như thế nào. Và cuối cùng là cảm xúc của chúng ta về cái sự thay đổi khi có mặt máy chiếu trong việc học và việc dạy thì chúng ta cảm thấy thế nào. Rồi, projector, thank you. Bây giờ các con viết xuống cho cô nhé. Để thứ nhất, câu đầu tiên là câu mở đoạn topic sentence. Thì chúng ta sẽ viết về what the facility is, đúng không? Là cái thiết bị đó là gì? Cô có hai cách viết, các con có thể giúp cô được không? Cô có hai cách viết và ở đây có các từ gợi ý. Okay, I have the given words here. Can you base on the given words and write down your sentence? Can you help me to write both sentences? Con viết cho cô cả hai cách. Khi giới thiệu về cái thiết bị đó, con có thể có hai cách để viết. Dựa vào những từ này, con có thể viết cho cô được không? Bây giờ cô đợi nhé. Hùng, good. Rồi, thank you. Bạn Hùng rất là giỏi. Cô nghĩ là bạn Hùng rất là giỏi và bạn rất là thích học tiếng Anh. I believe that you have a really huge passion for
video is okay. Thank you. Yep, video is okay. Vừa nãy hơi bị gián đoạn một chút, bây giờ lại okay rồi. Hùng, thank you. Đến phần này là phần phải viết câu rồi, và phải bạn nào phải khá đúng không? Thì chúng ta mới viết đúng hoàn toàn. Thế còn bạn nào mà viết sai thì cô sẽ sửa, được không? Con đừng sợ, bởi vì đây là giờ writing, là giờ viết. Giờ viết thì mình phải viết thì mình mới được cô sửa. Và viết đúng từng câu một rất là quan trọng trước khi viết một đoạn văn hoàn chỉnh. Ở trên lớp thì có thể các con sẽ thấy là lớp học rất là đông, và cô giáo cũng sẽ khó chữa được cho từng bạn một. Thì hãy tận dụng thời gian này các con viết xuống để cô chữa cho nhé. Ok Hùng, rồi, cả hai cách đều được. Number one and number two, both of the ways are okay. À, for education. Cô thấy có một đáp án, hai đáp án, ba đáp án. Ok, rồi. Yes, let me check. I'm virtual. I will see if in education or for education is correct. Thank you. Đáp án của cô, cô show luôn. Nào, đáp án của cô là gì? The projector is one of the most important facilities in education nowadays. Đúng không? Đấy là câu 1. Thế thì câu 1 cô có các bạn Phạm Trâm Anh thì viết chỉ thiếu mỗi chữ the đầu tiên thôi. The projector is one of the most important facilities. Thế còn Hùng thì cũng thiếu the thôi. Còn các con, cô thấy cô rất muốn tuyên dương hai bạn. I want to congratulate you because you have used the word facilities correctly. À, cái này không phải bạn nào cũng làm đúng, bởi vì là khi con nhìn thấy one of đây này, là one đúng không, một trong những, thì rất nhiều bạn hay quên chia cái sc ở cái danh từ này. Thì cô đã nhìn thấy các bạn làm đúng và cô thấy rất là tốt. I'm so happy that you remember to put an ies in the word facility. So very good, congratulations everyone. Especially for Hùng and Phương Linh. Phương Linh đó, như Phương Linh là sai nhá. Phương Linh, facilities, con nhớ cho cô chưa? One of the most important facilities, alright, in education. Nhớ cho cô, vì cái lỗi này vô cùng phổ biến, là khi con nói là một trong những, nhưng con rất là hay quên cái facilities. Được chưa? Và cô dùng là in education. Material, so I use in, not for. Okay. Nào, câu thứ hai, cách thứ hai cũng để nói về what the facility is. Cô sẽ xem nhé, cô sẽ show cho con xem bạn nào làm đúng nhé. Now, one of the most important facilities in education in the present days is the projector. Có bạn nào chọn cách Hà Cánh Hưng, why am I so lazy to learn English? Ừ đúng rồi, đặc biệt là học viết lại càng lười. Thế nhưng mà càng lười thì lại càng không giỏi, nên là thôi mình phải vượt lười con nhé. Ok. Mình vượt lên cái sự lười đấy của mình, bởi vì học viết ấy đó là cả một quá trình dài. Con phải học thường xuyên và đều đặn từ bây giờ thì lúc lớn lên con mới không ngại viết. Viết là một kỹ năng quan trọng như là kỹ năng nói, bởi vì hai cái hình thức viết và nói đều là cái cách chúng ta truyền tải cái thông điệp trong hoặc là cái suy nghĩ trong đầu chúng ta cho người khác. Nếu mà con giỏi cả hai thì càng tốt, và giỏi viết thì cũng rất là nhiều lợi thế luôn. Of course, later on when you are you begin to work, your writing skill is very important, I have to say. Okay, rồi. Cô sẽ chữa câu này và cô thấy thì yên xem bạn nào làm đúng nha. Projector. Chưa, không có bạn nào chọn cách thứ hai. À có Hùng. One of the most important facility. À Hùng đúng đó. Nhưng mà Hùng lần này lại sai. Sai cái từ facility đúng không? Cô vừa mới nhấn mạnh là phải có SC. Thì Hùng lần này, lần trước con nhớ như lần này con lại quên rồi. Con nhớ cho cô nhé. One of the most important facilities. Thì facility chỗ này phải có SC. Được chưa? Trong câu này cô chỉ nhắc như thế thôi. Ok. Now let's move on. Câu số 2. Nào câu số 2.
Và câu này chúng ta đang nói về việc là cái thiết bị projector, máy chiếu đó nó sử dụng trong giáo dục hiện nay như thế nào. Chúng ta sẽ có viết từ 2 đến 3 câu. Và đây là câu đầu tiên nói về cái chức năng của máy chiếu. Rồi con viết cho cô trong 30 giây. 30 giây, bắt đầu. Okay, I'm waiting for you. 30 seconds, please. Câu này rất là dễ. Con chỉ cần hiểu là con sẽ viết được. Cô nghĩ là câu này các con sẽ đúng. Nhớ là projector này lần này đã nói đến lần thứ hai rồi. Và chúng ta đừng quên the đằng trước nhé. Ok, I'm waiting for you. 30 seconds, everyone. Thank you, Vatira. You are the first one. À, chức năng của cái máy chiếu là gì? Máy chiếu được sử dụng để trình chiếu nội dung bài học, đúng không? Hình ảnh hoặc là video đó. À, mới có một bạn thôi, các con Hùng, Đức Duy, Trâm Anh, anh nữa là Phương Linh, Thành Đạt, Khánh Hưng, Nguyễn Dũng. Come on. Okay, 30 seconds for you. So I'm waiting. Rồi. Thank you, projector images. À, con muốn sửa đúng không? Đúng rồi, cô hiểu. Cô hiểu ý con. Bạn vật chiêu, bạn muốn sửa là projector is used to show lesson content with images and videos. Yes, I know. À, Nguyễn Dũng, very good. À, con đã trả lời được, đúng nhỉ? Còn đúng sai thì nên cô sẽ chữa. Con nhớ là máy chiếu, ở đây máy chiếu được sử dụng để, đúng không? Trình chiếu nội dung bài học này, hình ảnh hoặc là video. Thế thì con nhớ là chỗ này chúng ta cần phải sử dụng be động. Nhớ cho cô là be động, passive voice. Bởi vì được sử dụng, ai sử dụng? Cô giáo, đúng không? Sử dụng. Thế thì ở đây không phải là chỉ dùng use. Thank you, Giang. Okay, projector. Remember, this is the second time we mentioned projector. Đức Duy. Rồi, khi con dùng bị động thì con nhớ cho cô, bị động là to be used, đúng không? To be cộng với used. Used cộng với ed con ạ, không phải là cộng với s. Future. À đúng rồi, con sửa lại rồi. Ok, thank you. Rồi, thế thì cô nhìn thấy bạn Phạm Trâm Anh là người đầu tiên làm đúng này. Miss Giang, you miss one piece of information to show lesson content. Ok, rồi cô sẽ show đáp án cho con nhá. Và cô thấy là chỉ có Trâm Anh là viết đầy đủ và đúng này. Đó, con nhớ cho cô là vì lần thứ hai mình nhắc rồi thì mình nhắc là the projector, đúng không? Khi con nhắc projector lần thứ hai con sẽ sử dụng mạng từ the đằng trước này. Thứ hai là bị động, đúng không? Bị động ở đây con phải nhớ cho cô là sử dụng is used, đúng không? Đó, nhiều bạn bị thiếu mất cái ed, đúng rồi, dùng used. Used to đấy, is used to show, ở đây là được dùng để, đúng không? The projector is used to show lesson content, images and videos. Được chưa? Rồi, con viết được câu này. À, Nguyễn Dũng cũng đúng này, nhưng mà có từ images con lại viết sai. Alright. Đó, thế thì đấy là cái câu con nói về chức năng của máy chiếu trong giáo dục hiện tại. Đúng không ạ? Con với cái ý này con viết được 2-3 câu thì đây là câu đầu tiên. This is the first sentence. Let's try the second sentence. Đúng không? Chúng ta thử câu thứ hai nhé. Nào bây giờ chúng ta sẽ thấy là giáo viên sử dụng máy chiếu để làm gì? À, câu này hơi bị khó. Cô hướng dẫn một chút này. Con nhìn thấy này, máy giáo viên này sử dụng này, máy chiếu này để trình chiếu các cái bài, các cái slides đã được chuẩn bị sẵn này. Và mình nhìn thấy cái từ which đây. Điều này rất là tiết kiệm thời gian. Con học từ này rồi, cô vừa dạy rồi đúng không? Time saving. Thế thì cái việc
dùng máy chiếu để trình chiếu slide này thì rất là tiết kiệm thời gian. Thế con nhớ có một cái cấu trúc là cấu trúc gì đấy, mệnh đề quan hệ which time saving, bạn nào làm cho cô được? Use to trong câu này là sử dụng để làm gì? A, nó chỉ là một động từ, không, use to ở đây không có nghĩa là làm thói quen trong quá khứ con nhé, không thói quen không phải là hành động xảy ra trong quá khứ và bây giờ không còn tồn tại, mà use to ở đây chỉ used to show, chỉ là sử dụng để làm gì đấy thôi, nó như là một động từ bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Nhưng mà ở đây chúng ta có chủ ngữ là teacher rồi thì chúng ta không cần bị động nữa. Vừa nãy là the projector is used thì mới cần bị động. Thế bây giờ không nữa thì con thử xem cho cô nhá. Bây giờ đã có chủ ngữ là teacher rồi, con thử cho cô xem nào. À đúng rồi, thank you. Fatira, good. Hạ Vi, good. Mới thì có hai bạn thôi. Các bạn khác nhanh lên. Chúng ta chỉ có 30 giây để viết thôi. Học viết là phải vừa họ viết đúng mà lại còn viết nhanh. À cô thấy Hạ Vi làm rất là nhanh. Hạ Vi 99% correct. Hạ Vi, you are 99% correct. Just 1% not correct. And the two are you say Rồi con cũng 99% đúng. Sai một tiếng thật tiếng. À Pichu, cô cho là teachers, không phải là the teacher. Rồi. À, Trâm Anh. Teachers use the projector to show people. À, Đức Duy. Rồi. Thế thì nhá, các bạn thử nhìn về đáp án của cô xem các bạn tự nhận diện là mình sai cái gì nhá. Này. Đáp án của cô là teachers use the projector to show prepared slides, which is time saving. À cả cái việc này, cái việc mà giáo viên sử dụng máy chiếu để trình chiếu đó thì rất là tiết kiệm thời gian. Thì chỗ này con dùng là which is time saving mới đúng. Còn bạn nào dùng là which was time saving thì không đúng lắm, bởi vì động từ use ở đây vẫn là hiện tại mà, đúng không? Thì cái việc đấy, cái việc tiết kiệm thời gian nó cũng ở hiện tại thôi, đúng không? Nên là bạn Đức Duy thì suýt soát đúng thì tha, sai sai cái chỗ này thôi, was thì thành is, đúng không nhỉ? Mà Trâm Anh thì lại dùng đúng hiện tại nhưng mà lại dùng are, which à, cả cái việc này, cái việc mà giáo viên dùng này thì nó rất là time saving. Cô quên dấu chấm này, cô phải chấm chấm ở dưới này, chấm chấm, đúng không? Rồi con nhớ cho cô dấu phẩy này nha. Đó, dấu phẩy đằng trước thể hiện là cả cái việc này nó mới rất là tiết kiệm thời gian. Đây là mệnh đề quan hệ. Con sẽ gặp lại câu này một lần nữa ở các câu tiếp theo. Bây giờ, à con nhìn nhầm thành time con Duy Minh. Ừ đúng rồi, ở đây cô nói là time saving. Được chưa? Bây giờ cô tiếp tục với lại câu tiếp theo. Câu này thì khó hơn một chút. À 99% correct, đúng rồi. À tại vì tại vì con bị thiếu mất từ the. Con thiếu là teachers use the projector. Đấy là lý do cô nói là con 99% đúng. Thực ra lỗi thiếu the thì rất là minor, rất là nhỏ thôi, nhưng mà cũng vẫn phải cẩn thận, đúng không? Bởi vì mình đã viết lần thứ ba này mình cần phải có the. Oh yes, I think so. What a pity. But I think the more you write, the better. Cô nghĩ là nếu mà con học xong giờ này, xong rồi đến lớp cô, không biết ở lớp con đã học bài này chưa, nhưng mà nếu con được giao viết một đoạn văn về về cái facilities này, cô nghĩ là con sẽ viết rất là tốt vì những cái lỗi nhỏ nhỏ này cô đã chỉ cho con rồi. Okay? Alright, good. Now, let's try this sentence. I think this sentence is a bit more challenging. Câu này hơi hơi khó một chút nhé. Students study lessons, more illustrations, and which boosts their effective learning. Illustrations là gì đối với nào? Bạn nào biết? Illustrations. Illustrations là có rất là nhiều hình minh họa. Illustrations. Illustrations can be pictures. Okay, photos, color.
À, học đây bây giờ mình nói đến việc là sử dụng máy chiếu thì học sinh họ ngày nay được lợi gì? Ok, thì học sinh sẽ học các giờ học với nhiều cái hình minh họa hơn đúng không? Và những cái việc đó nó sẽ làm, vừa nãy chúng ta học từ boost rồi đúng không? Boost là thúc đẩy, boost effective learning. À, cũng có Phương Linh đây rồi. Đúng rồi, bảo anh images, đúng rồi. Illustrations means images, very good. Good. Pictures or images. Thank you. Now, what about Phương Linh? Phương Linh ơi. Study for lessons à? Is more illustration. Phương Linh chưa đúng rồi. Nguyễn Dũng nào? Không phải. Boost ở đây là động từ, vừa nãy cô nói là boost learning là động từ đúng không? Boost learning là thúc đẩy việc học. Thử nhé. Đúng rồi. Boost for. Không, vừa nãy cô chỉ nói là boost learning thôi, là thúc đẩy việc học, không có giới từ gì nhá. Material ạ. Không có giới từ gì, còn ví dụ con nói thúc đẩy việc học là boost. Okay, boost learning. Nó giống như là increase learning, boost learning. Đấy. Nào, câu này cô mới nhìn thấy có Nguyễn Dũng trả lời này. Gần đúng, cũng 90% đúng. Ok, 90% correct. And Phạm Phương Linh, you are let me say 50% correct. And Vatua, let me say you are 70% correct. So, now let's check with my answers. Teachers, sorry, students. Rồi, thế này thì cô phải sửa lại một tí. À, đây là students, đúng không? Students can study lessons with more illustrations. Rồi, đó. Thế thì con thấy là đây là đáp án của cô. Và nếu như so thế thì chỉ thấy bạn nào gần đúng nhỉ? À, vẫn là cấu trúc với mệnh đề quan hệ, đúng không? Chúng ta có students can study lessons with more illustrations, đúng không? And which can boost, hoặc là which boost, bạn nào làm which boost, which can boost their effective learning. Cô đều nghĩ là đúng, cô đều nghĩ là có thể sử dụng được. À, I haven't seen Hùng a while ago. Đúng rồi, cô cũng không biết Hùng đi đâu rồi. Hùng ơi, chắc là Hùng có việc bận. Hùng mấy lúc đầu là trả lời cô rất là nhanh, bây giờ Hùng chạy đi đâu mất rồi. À, đúng rồi, Nguyễn Đức Duy boost, đúng rồi, con đúng đó nha. Rồi, mình đấy là mình nói về việc sử dụng projector hiện tại. Thế còn trong quá khứ thì ra sao nào? Trong quá khứ mình chỉ viết hai câu thôi. Mình viết hai câu trong quá khứ nói về việc là giáo viên như thế nào trong quá khứ nếu mà không có projector, và học sinh học như thế nào trong quá khứ nếu mà không có projector. Chúng ta gần xong rồi. Thank you Bảo Anh. Wish you yes, health and beauty. Yes, thank you very much. I had a fun day, a very good day today. So the best thing of the day is to be able to teach you at the end of the day, right? Okay, and tomorrow I'm going to have a party, so it will be very fun tomorrow too. Nào, bây giờ chúng ta thử xem nhé. Câu này chúng ta viết hai câu nữa thôi, hai câu nữa là chúng ta sẽ viết đến phần kết luận. Hai câu nữa thôi, con cố lên. Rất là giỏi. In the past, bạn nào viết được cho cô câu này? Chỉ cần viết được cô này nữa là rất là đáng khen. Ở đây trong quá khứ rồi thì con sẽ phải dùng thì quá khứ nhá. Cô nhắc. Can I go with you? No, this is a party for a group of colleagues, actually high school. For my high school friends, so I'm afraid you cannot join. Rồi. À,
À, cô có đáp án từ từ bạn Virtue rồi. Con quên mất cho cô là spend quá khứ, không phải là spended đúng không? Spent. Rồi. Thế thì học viết như này rất là có ích vì nó luyện cho mình viết câu đúng thì mới viết đoạn đúng đúng không? À, nếu mà con chưa tự tin thì con hãy vào học bài nha, làm nhiều bài tập và học bài nha. Bài writing này các cô cũng soạn rất là chi tiết. Phần viết bài descriptive paragraph này cô cũng soạn rất là chi tiết. Con vào và học bài nhà để làm thêm. À rồi Bảo Anh, tí nữa cô sẽ show qua một chút trang web học bài nhà nhé. Bây giờ Bảo Anh ơi, à Bảo Anh viết rất là đúng, viết Bảo Anh very good. I think I have found the correct answer from Bảo Anh. Rồi, in the past. Đó, Bảo Anh và các bạn khác nhìn cô xem nhé. Virtue thì sai mất từ động từ spend đúng không? À, Phương Linh thì con dùng have spent không cần, bởi vì nói về quá khứ con chỉ dùng spent thôi. À, Bảo Anh pro thế, đúng rồi. Bảo Anh viết rất đúng luôn. In the past, teachers spend a large amount of time writing everything. Con nhớ cho cô này, spend là động từ bất quy tắc đúng không? Rồi, xong so spent là verb in này, đúng không? Spend time doing something này thì bạn Bảo Anh bạn làm đúng hết luôn. Large amount of time writing nhá Dũng ạ, writing bởi vì spend cộng với verb in đó, luôn luôn nhớ cho cô đúng không? Bảo Anh correct, spend verb in này. Trong quá khứ giáo viên dành rất là nhiều thời gian viết mọi thứ lên bảng và vì vậy rất là tốn thời gian, which was time consuming. Thì lúc này cô dùng was bởi vì cô đang nói về quá khứ. Đúng không? Bạn bảo anh exactly. Your answer is exactly what I'm expecting. So, congratulations. Anh ấy. À, Nguyễn Dũng. Writing. You are nearly correct. Rồi, kết friend với mình đi để sau giờ học các con nhá. Câu này cô vừa mới chữa câu trên rồi thì câu này tự dưng sẽ trở nên rất là dễ. Được không? Bởi vì cô đã chữa rồi, cũng có động từ spend này. Đúng không? Sau đó thì cũng có copy là động từ đằng sau spend này. Con chỉ cần nhớ cho cô vừa nãy spend verb in thì tự dưng con sẽ viết đúng câu này thôi. Rồi, con cố lên. Đây là câu gần cuối rồi. Học viết hơi bị mệt một chút nhưng mà lại rất tốt. Vì là mình sẽ nhớ lâu. Được chưa? Cô đợi nhá, cô đợi. Chỉ cần một đáp án đúng là cô có thể show được đáp án. Okay, thank you very much for being here with me. It's 9 o'clock already and we will check this one and I will show you. Rồi. Ở đây mình nói đến việc học và dạy trong quá khứ khi chưa có projector. Được chưa? À, cô nhìn thấy Vatira. Vatira ơi, cô nhắc con thì con đã dùng đúng đúng từ copy in rồi đúng không? Spend verb in. Thế nhưng mà spend con lại quên không chia quá khứ rồi bởi vì đang nói về quá khứ mà. In the past, do you see here? We are talking about teaching and learning in the past. Trong quá khứ, khi mà chưa có máy chiếu. Thì việc học diễn ra như nào? Hồi nãy thì cô giáo dành rất là nhiều thời gian viết bảng, rất là tốn thời gian đúng không? Còn giáo học sinh thì dành rất nhiều thời gian để chép các thứ từ trên bảng vào trong vở. Vì vậy mà có thể không nghe được giáo viên giảng bài. Đó, thế thì con nhớ cho cô là spent đúng không? Copying. Trần Đức Quý, con viết thử lại cho cô vừa mới nói này. Spent ở đây phải quá khứ này. Chép các thứ từ trên bảng vào trong vở. Vì vậy mà có thể không nghe rõ, không nghe hết được những gì giáo viên nói bởi vì cứ tập trung viết đúng không? They were too attentive, sorry, they spent too much time writing down, so they may not have been attentive to the teacher. Rồi. Nguyễn Dũng. In the boat con nhé. On the boat, on the boat, not in the boat. Nhưng mà con viết thành boat nên cô rất là buồn cười. The boat, đúng không? The boat, cẩn thận, chính tả. À, Phạm, anh
Chợ Phạm Trâm Anh. U Con đúng 99% Trâm Anh ạ. Phương Linh. Con đúng copy không có in kìa. Spend time to copy là cô vừa mới nhắc rồi. Spend này, time này, doing something nhá. Rồi, cô show này và sẽ thấy là Đức Quý gần như là đúng hết toàn bộ. À đúng rồi. Often à, tại sao often mà lại dùng là quá khứ? À đúng rồi, bạn bạn Vân Thiêu hỏi cô một câu rất là tốt, cô rất là đánh giá cao. Thông thường con nhìn thấy từ often này trong thì hiện tại đơn đúng không? Con được học như vậy. Thế nhưng ở đây đang nói đến thói quen trong quá khứ con ạ. Đây là việc học và việc dạy trong quá khứ thì học sinh thường hay dành thời gian viết xuống. Thì thông thường ở đây không phải là thói quen ở hiện tại mà thói quen trong quá khứ. Thì thói quen trong quá khứ mình vẫn dùng được often này, often. Có hai cách đọc, often cũng được hoặc often cũng được. Often này, always hay là never mình vẫn dùng được ở thì quá khứ con nhé. Khi mà mình nói đến thói quen trong quá khứ. Good question. I think Vatira, you are so good when you ask that question. I appreciate that. Ok, rồi. Như vậy là mình đã viết về việc học và việc dạy trong quá khứ đúng không nhỉ? Thế thì mình đã ở cái phần thứ ba của paragraph đó rồi và con hình dung là để viết được từng câu nó đúng không hề đơn giản. Mình biết được bố cục của bài đoạn văn nhưng mà viết được từng câu một thì không hề đơn giản đúng không? Cô chữa và các con biết là mình rất hay bị mắc lỗi. Thế thì on the board into the notebook, viết trên bảng xuống dưới vở đó. Nhiều lúc các bạn cũng dùng on to hoặc into the notebook đúng không? Rồi ở hai câu cuối này cô sẽ không bắt con viết, cô sẽ show cho con luôn. Khi con nói về việc là khi bảng mà bị xóa thì không có cách nào để cho học sinh nhớ lại được những thông tin. Còn bây giờ mà dùng máy chiếu thì tất nhiên là con có thể quay qua quay lại rất là dễ dàng đúng không nhỉ? When the board was erased, there was no way for the student to get the information. Được chưa? Rồi, tiếp theo câu này chúng ta sẽ viết về cảm xúc của chúng ta. Ừ. Thế thì cô sẽ đợi con viết được câu này, sau đó mình sẽ chốt. À, why not use to? À, use to mà con hỏi nó là thói quen trong quá khứ. Ví dụ, I used to go to school on foot. Cô thường đi bộ đến trường. Bây giờ cô không đi bộ nữa. Thì use to đó là thói quen quá khứ. Còn use ở trong bài này không mang nghĩa là thói quen con nhé. Use ở đây là sử dụng. Ví dụ, the projector is used to, được dùng để. Đó, hai cái use to đấy khác nhau, con đừng nhầm lẫn với nhau nhé. Một cái là to be used to, đúng không? Là bị động, được dùng để làm gì. Một cái kia là used to do something, là trước đây làm, bây giờ không làm nữa. Hai cái đấy khác nhau con nhé. Cô hy vọng là khi nào có một lúc nào đó cô sẽ giúp các con phân biệt hai cái này. Bây giờ câu cuối cùng này các bạn tự viết và chúng ta sẽ chốt lại bài học hôm nay ở đây. Được không ạ? Nói tóm lại thì con nghĩ là cái máy chiếu là một trong những phát minh hiện đại phát minh vĩ đại nhất trong giáo dục. Trong giáo dục thôi, cô đang nói trong giáo dục. Bởi vì nó đã boost learning đúng không? Nó reduce teachers workload đúng không? Increase student motivation. Như vừa nãy nói. À, cô thấy có Diệu Thúy đây rồi. Ok, có Đức Quý. Thank you. Two answers. Thank you very much. À, cô dặn lúc trước cô dặn rồi. Khi mà mình có one, một trong những thì mình luôn luôn nhớ cho cô cái danh từ ấy nó phải chia ở số nhiều. Một trong những thì cái đây những đằng sau nó phải số nhiều. Nên là Diệu Thúy đúng rồi. Đức Quý thì con quên mất SC đằng sau. Greatest, one of the greatest invention. Được chưa? Luôn luôn nhớ cho cô nhắc. Cô nhắc hai lần trong giờ rồi đúng không? Thank you. So, this is the concluding sentence. I believe that the projector is one of the greatest inventions in education. À, đúng rồi, Vatira. Con viết chính xác luôn. Education. Rồi. Thế thì con thấy là Đức Quý viết lại cho cô. Đức Quý, Phương Linh. Đâu nhỉ? Để cô xem nào. I'm wrong. No way.
À, Phương Linh, con nhớ thêm SC vào trong sau từ invention cho cô nhé. One of the greatest inventions. Nhớ là một trong những, thì cái từ danh từ thứ hai luôn luôn có SC nhé. Không bao giờ quên cho cô. Nãy giờ cô nhắc mấy lần rồi đấy. Đó. Rồi, như vậy thì hôm nay chúng ta đã cùng nhau viết một cái đoạn văn đầy đủ về cái thiết bị mà trước đây 20 năm không có trong giáo dục và bây giờ có, và chúng ta chọn viết về cái projector là cái máy chiếu. Đúng không nhỉ? Cô đã hướng dẫn cách con viết được một đoạn văn mô tả, và trong đó có câu chủ đề, topic sentence, đúng không? Nó là câu đầu tiên. Sau đó nó có các câu supporting sentence mà mình biết, đó là viết về việc cái thiết bị đó được sử dụng như thế nào hiện nay, có nghĩa là chức năng của nó được dùng như nào. Và thứ hai là trong quá khứ thì mọi người học và dạy như thế nào khi không có nó, đúng không? Giáo viên thì phải viết rất là nhiều, mà học sinh thì phải copy, phải chép bài xuống vở rất là nhiều, bởi vì không chép thì sẽ không nhớ được. Thế còn câu kết luận thì mình nói về, nhắc lại là cái máy chiếu đó là một trong những cái thiết bị rất là quan trọng trong giáo dục hiện nay. Mình hình dung nếu không có nó thì bây giờ việc học của mình còn thậm chí buồn tẻ hơn hiện tại, đúng không? Okay, so in this 1 hour and 15 minutes we have learned. Teacher, what is the English calendar next week? Okay, in this lesson we have learned how to write a descriptive paragraph about facility used in education that is not available 20 years ago. À, buổi học ý cô hiểu từ bài của từ câu hỏi của bạn Ventura là ngày tuần sau mình học vào giờ nào? Mình vẫn học vào thứ sáu con nhé. Rồi, cô nhắc lại này, tất cả các bài tập mà cô hướng dẫn ngày hôm nay các con có thể tìm thấy trong trang học bài ở nhà. Ui, đợi cô một chút. Đây, học bài ở nhà.com, đúng không ạ? Con vào khóa học và nội dung mà cô dạy ngày hôm nay chính là nội dung của khóa học tiếng Anh 9. Đó, con vào đây tiếng Anh 9 đây. Oops. Đây. Đợi cô một chút đó, tiếng Anh 9. Con kéo xuống tiếng Anh 9 này. Con vào này. Nếu con chưa có tài khoản thì con mua tài khoản và học bài nhà, có tài khoản 6 tháng là khoảng hơn 400.000, rất là gọi là reasonable, đúng không? Phải chăng trong việc học tiếng Anh và toán và văn của chúng ta thì tiếng Anh các cô soạn rất là kỹ cho giờ này. Nó là unit 4. Các con kéo xuống unit 4. Đó. Nó có từ vựng này, ngữ pháp này, phát âm này, đọc này, nghe này, viết. Đó. Thế thì đây chính là bài viết mà hôm nay mình học, là viết mô tả về việc trẻ con học như thế nào trong trong quá khứ, và chúng ta chọn mô tả một cái facility, đó là projector. Ở đây con vào con sẽ thấy là có những bài tập. Ví dụ bài này là một bài giúp các con hình dung ra cấu trúc của một đoạn văn, nó gồm những câu nào bằng cách sắp xếp các câu này theo trật tự đúng. Đó, thì bài này cũng luyện cho các con biết là câu đầu thì nên nói về facility, câu 2 thì nên nói về cái này, câu 3 thì nên nói về cái kia. Được chưa? Đây là cấu trúc của một đoạn văn. Đó, chúng ta có rất là nhiều bài tập trong này. Đây là bài drag and drop, là kéo thả. Rồi, cô cũng còn có rất là nhiều câu quiz nữa. Và bài practice structures, con viết lại câu. Đó, như hôm nay chúng ta làm. Đó, con làm được ở ngay ở trên trang web và check được luôn mình đúng hay sai. Được chưa? Thế thì như vậy là rất là nhiều bài tập có trên trang web học bài ở nhà. Con hoàn toàn có thể dành thời gian để tự học thêm ở nhà nữa, ngoài việc tham gia giờ học với cô vào mỗi tối thứ 6 dành cho lớp 9. Cô dạy 2 buổi, là buổi thứ 4 cô dạy các bạn lớp 7 và lớp 9 thì cô dạy vào thứ 6. Ngày thứ 3, tối thứ 3 cũng giờ 7 rưỡi đến 9 giờ con sẽ gặp cô Dương, đúng không ạ? Và thứ 5 con sẽ gặp cô Thúy. Đó là những thầy cô giáo của học bài nhà, và rất vui lòng được hỗ trợ các con học tiếng Anh cho thật tốt. Okay? So, we have come to the end of the lesson today. And I hope that you have learned something. Learning writing is not easy, I have to say. And sometimes it's boring. Do you agree with me? But if you don't keep this motivation to write, you will not be able to write well. So I hope that
You would keep a diary. Để viết tốt thì con sẽ có giữ một cái nhật ký và con chịu khó nghĩ bằng tiếng Anh, viết bằng tiếng Anh thì con sẽ không ngại khi khi nói về tiếng Anh, khi viết tiếng Anh, được không? Nên cô hy vọng là các con, mỗi một bạn đều có một cái nhật ký riêng và viết tất cả những gì mình suy nghĩ xuống bằng tiếng Anh. Mình tư duy, không tư duy bằng tiếng Việt mà tư duy bằng tiếng Anh, được không? Như vậy là buổi học hôm nay chúng ta hơi bị dài hơn dự kiến một chút. Chúng ta đã học mô tả một đoạn văn, tả một cái thiết bị, đúng không? Không có trong giáo dục 20 năm trước. Và các con đã tham gia rất là tích cực vào bài giảng của cô. Chúc mừng các con. Okay, we have learned with each other. And you remember, các con nhớ là phải luyện tập hàng ngày trên trang web của học bài nhà, nhớ chưa nhỉ? Tài liệu các cô đã upload hết lên trên đó, có cả PowerPoint, có cả PDF file, các con có thể download xuống máy nữa để học. Thành ra là mình cần phải chăm chỉ thì mới học tốt được, được không? Vậy thì hẹn gặp chúng ta vào tối thứ sáu tuần sau. Is it okay? So see you, grade 9 students next Friday. Thanks and bye. I hope you enjoyed the lesson. Okay, bye bye.